Hồ Văn Cường có động thái đầu tiên khi biết Phi Nhung qua đời vì Covid-19. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng trước thông tin bệnh tình của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường bất ngờ có động thái mới khiến mọi người xót xa. Thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau khoảng thời gian chiến đấu với Covid-19 đang khiến cả cõi mạng bàng hoàng. Trong khoảng thời gian qua, nếu như các con nuôi của cố ca sĩ như Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung liên tục cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục thì Hồ Văn Cường, người con nuôi nổi tiếng nhất lại không hề có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội suốt một tháng qua. Mới đây, giữa lúc netizen đau buồn vì thông tin Phi Nhung qua đời vì Covid-19, Hồ Văn Cường đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, quán quân thần tượng âm nhạc nhí 2016 đã đổi sang ảnh đại diện đen. Động thái của Hồ Văn Cường khiến cư dân mạng xót xa. Hồ Văn Cường thể hiện động thái đau buồn khi mẹ nuôi qua đời. Từ một cậu bé có gia cảnh khó khăn, Hồ Văn Cường một bước thành sao và sở hữu lượng fan khủng trong và ngoài nước. Khi ấy, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi và cho ăn học đến hết 18 tuổi. Cách đây một thời gian, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung vướng nhiều ồn ào. Nam ca sĩ cùng bố mẹ ruột đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin tiêu cực liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung và cho rằng mình bị người khác lôi kéo, kích động làm việc xấu. Bố của Hồ Văn Cường cũng chủ động liên lạc với khán giả nhắn tin cùng con trai nhưng không nhận được phản hồi. Về phía mẹ Hồ Văn Cường, bà cho biết từ khi lên sài gòn sinh sống cùng phi nhung thì mọi việc vẫn tốt đẹp vui vẻ đôi bên chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé